Mời quý vị tiếp tục theo dõi FBNC 24/7. Thưa quý vị, biến động giá dầu thời gian gần đây khiến cho các chuyên gia cân nhắc khả năng giá dầu vẫn còn đang dò đáy. Chủ tịch của hãng tư vấn năng lượng Fax Global Energy cho rằng vào tháng 6 năm nay thì giá dầu có thể xuống tới mức 35 đô la một thùng. Ông Federun Frechagari, chủ tịch của Fax Global Energy cho biết, tính đến hết quý 2 năm nay, giá dầu có thể dao động ở mức 35 đến 40 đô la một thùng. Theo chuyên gia ngành dầu khí này, không có mức sàn nào cho giá dầu mà nó phụ thuộc vào chi phí khai thác và dự trữ của dầu khí đá phiến vốn đang ở mức 20 đến 25 đô la. Do vậy mà giá dầu hoàn toàn có thể xuống đến mức thấp như vậy. Hiện giá dầu thô Mỹ và giá dầu Brent giao dịch lần lượt ở mức 46 và 55 đô la một thùng. Mặt khác, chuyên gia này cho rằng triển vọng giá dầu sẽ còn xuống thấp cho thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran. 80% khả năng thỏa thuận sẽ chính thức được ký kết trước cuối tháng này và giá dầu có thể giảm thêm 5 đô la. Một khi Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với Iran, thị trường dầu sẽ đón nhận thêm nguồn dầu mới ở mức 1,2 triệu thùng một ngày hoặc nhiều hơn. Trong vòng từ 3 đến 6 tháng, dầu khí từ Iran sẽ góp phần làm giảm giá dầu. Trong khi đó, cùng ý kiến với nhiều chuyên gia khác, chủ tịch Fast Global Energy cho rằng không nên trông đợi OPEC sẽ cắt giảm sản lượng để can thiệp vào giá dầu. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vẫn úp mở chuyện thay đổi lãi suất, nhưng cho rằng việc điều chỉnh lãi suất tăng hay giảm sẽ khó đoán hơn trong thời gian sắp tới. Lãi suất sẽ có thay đổi từ nay đến cuối năm, nhưng dự báo đường đi của nó như thế nào lại không hoàn toàn chắc chắn. Đó là thông điệp đến từ Phó Chủ tịch Fed ông Stanley Fischer tại Câu lạc bộ Kinh tế New York. Theo Fed, việc dự báo lãi suất sẽ khó hơn do những nguy cơ địa chính trị toàn cầu có thể tác động đến động thái điều chỉnh lãi suất của Fed. Ông Fischer chỉ ra những tiến bộ đáng kể trong nền kinh tế và trong thị trường lao động đã khiến thị trường gần như phục hồi. Nhưng ông cũng cho rằng đồng đô la mạnh lên sẽ tác động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp. Chưa đầy một tuần sau khi chủ tịch Fed, bà Janet Yellen ra tín hiệu rằng ngân hàng trung ương có thể sẽ không điều chỉnh lãi suất cho đến cuối năm. Ông Fischer cho biết lãi suất nhiều khả năng sẽ tăng vào cuối năm nay. Khi có nhiều cải thiện hơn trong thị trường lao động, chúng tôi có thể tin rằng lạm phát sẽ trở lại mức 2% như mục tiêu trong giai đoạn trung hạn. Nhưng hiện nay lạm phát mới chỉ gần đạt mục tiêu và giá cả tiêu dùng dự kiến chỉ tăng 0,2% trong tháng 2. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gặp gỡ Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF là bà Christine Lagarde và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB ông Takahiko bên lề Diễn đàn Phát triển Trung Quốc vừa diễn ra tại Bắc Kinh hôm 23 tháng 3. Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi Trung Quốc nhận được sự ủng hộ quan trọng của IMF và ADB đối với kế hoạch thành lập một định chế tài chính đa phương do Trung Quốc dẫn đầu, được biết đến với tên gọi Ngân hàng Đầu tư Châu Á, AIIB. Theo các lãnh đạo của IMF và ADB, phần lớn trong khoản vốn cho vay 50 tỷ đô la Mỹ sẽ do Trung Quốc tài trợ và tổ chức này được xem là đối thủ của nhiều định chế tài chính thế giới. Mỹ đã kêu gọi các nước suy nghĩ kỹ trước khi gia nhập và đặt câu hỏi liệu AIIB có đủ tiêu chuẩn để đứng vai trò lãnh đạo cũng như trở thành nhà bảo vệ xã hội môi trường. Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lưu Chi-wei cho biết, đến nay có khoảng 27 quốc gia đã gia nhập AIIB. Ngân hàng này sẽ cung cấp các dự án cho vay vốn phát triển quốc gia và bắt đầu khởi động vào cuối năm nay. Ông Lưu trước đó cũng đã cho biết AIIB sẽ bổ sung chứ không phải là cạnh tranh với các định chế tài chính khác như ADB hay tổ chức tín dụng đa phương có trụ sở tại Manila, Philippines do Nhật Bản và Mỹ đứng đầu. Thưa quý vị, những biến động trên thị trường ngoại hối toàn cầu trong thời gian vừa qua, bao gồm đồng đô la tăng và euro giảm giá, đã làm chậm lại nỗ lực bành trướng đồng nhân dân tệ ra thế giới của chính phủ Trung Quốc. Theo một báo cáo của HSBC mới đây, tỷ lệ thanh toán sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong một năm qua đã giảm 5 điểm phần trăm. Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp châu Âu chuộng sử dụng đồng euro hơn do giá trị của đồng tiền chung này giảm đi theo chương trình nới lỏng tiền tệ hỗ trợ thị trường của Ngân hàng Trung ương ECB. Kể từ đầu năm đến nay, giá trị đồng euro so với nhân dân tệ đã giảm 9,8%. Tác động rõ thấy nhất là ở đặc khu kinh tế Hồng Kông, trung tâm thanh toán nhân dân tệ lớn nhất của Trung Quốc. Tại Hồng Kông, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nhân dân tệ trong thanh toán đã giảm 6 điểm phần trăm, còn 52%. Khảo sát của HSBC thực hiện trên 1.610 doanh nghiệp đa quốc gia có giao thương với doanh nghiệp Trung Quốc và kể cả các doanh nghiệp đặt trụ sở tại Trung Quốc. Các doanh nghiệp này phải có doanh thu hàng năm ít nhất là 3 triệu đô la Mỹ. Mặt khác, khảo sát còn cho thấy ngày càng có ít doanh nghiệp kỳ vọng sẽ đẩy mạnh được giao thương với Trung Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp tại Anh và Pháp. Hôm 24 tháng 3 vừa qua, thì Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, ông Roberto Azevedo cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ rời khỏi WTO bất chấp khủng hoảng Ukraine và căng thẳng với một vài nước thành viên. Trong 3 năm qua, một số nghị sĩ Nga đã nhiều lần vận động chính phủ rời khỏi WTO với lý do mối quan hệ với một số nước thành viên đang làm tổn hại nền kinh tế Nga.
Tuy nhiên, ông Roberto Azevedo, tổng giám đốc WTO mới đây vừa cho biết ông chưa từng nghe thông tin nào về việc Nga sẽ rời khỏi WTO. Nga sẽ là nền kinh tế được theo dõi nhiều nhất bởi Nga là một nền kinh tế lớn với tầm quan trọng và những mối liên quan nhất định. Tôi tin rằng các thành viên lớn sẽ có thể giải quyết theo cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Mọi chuyện bắt đầu từ khi EU và Mỹ cùng nhau áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga do khủng hoảng ở Ukraine, mặc dù Nga đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc hỗ trợ vũ khí cho lực lượng đối lập ở Donetsk. Đáp lại, Nga đã dừng nhập khẩu thực phẩm từ châu Âu. Tháng trước, EU cho biết căng thẳng với Nga lại leo thang do thuế nhập khẩu quá cao đối với các mặt hàng giấy, dầu cọ và tủ lạnh. Thưa quý vị, được nhìn nhận là một quốc gia phát triển nhưng Singapore đang có một vài vấn đề cần giải quyết. Những số liệu mới đây về dân số hay chỉ số giá tiêu dùng âm cho thấy những thách thức Singapore sẽ phải đối mặt. Bước sang ngày thứ hai của tuần mới, đất nước Singapore vẫn đang trong giai đoạn tổ chức tang lễ cho cựu thủ tướng Lý Quang Diệu, người đã khai sinh ra nước Singapore hiện đại ngày nay. Những gì mà ông Lý Quang Diệu để lại là một đất nước Singapore nhỏ bé, nhưng lại phát triển đến nỗi các quốc gia tiên tiến phải ghen tị. Tại Singapore, 100% dân số 5,4 triệu người đều biết chữ, 90% cư dân đều sở hữu được nhà riêng. Mặc dù vậy, những số liệu gần đây lại cho thấy những thách thức mà Singapore phải đối mặt. Với chính sách tự do hóa nhập cư, dân số trên đảo đã tăng lên đáng kể. Điều đó làm tăng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, cũng như mâu thuẫn giữa những người đã sống lâu năm và những người mới tới. Đặc biệt, mâu thuẫn nổi lên rõ rệt nhất là khi dân địa phương và dân nhập cư đi tìm việc làm. Đối với người dân địa phương, lao động nhập cư làm giới hạn đáng kể cơ hội việc làm mà lẽ ra họ có thể nhận được. Mới đây, trong một khảo sát, Singapore tiếp tục nằm trong danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI cũng âm trong tháng 2, đánh dấu 4 tháng CPI âm liên tiếp. Và trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng đến với câu chuyện nổi bật sau đây. Cuộc đời ông Lý Quang Diệu, người khai sinh ra Singapore phồn thịnh và văn minh. Bán ròng 1.000 tỷ, vì sao khối ngoại tạm lánh khỏi chứng khoán?